Tam đảo Vĩnh Phúc vừa được vinh danh là thị trấn du lịch hàng đầu thế giới năm 2022. Thông tin này vừa được công bố tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới World Travel Awards lần thứ 29 diễn ra tại Vương quốc Oman. Để chiến thắng giải thưởng thị trấn du lịch hàng đầu thế giới năm 2022, thị trấn Tam đảo đã vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng thế giới như Hana, Hawaii, Mỹ hay Shirakawa Go, Gifu, Nhật Bản. Cùng với giải thưởng này, mới đây, thị trấn Tam đảo cũng đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là khu du lịch quốc gia.